Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp, chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm canh tý. ngày này là ngày canh dần. Tháng Đinh Hợi năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bạo quang giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tùng bách mộc, ngày canh dần, tức can khắc chi, nghĩa là kim khắc mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tùng bách mộc, kỵ tuổi, giáp thân, mậu thân, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ mậu thân, bính thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục, xung với thân, hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ tỵ quý tỵ quý mùi, quý xỉu, và quý hợi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao minh tinh, tốt mọi việc, sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao lục hợp, tốt mọi việc, sao thiên thủy, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày cũng có gồm sao tiểu hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao hoang vu xấu mọi việc sao hà khôi xấu mọi việc nhất là khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sao ngũ hư kỵ khởi tạo cưới hỏi an táng sao cậu giáo xấu mọi việc nhất là khởi công động thổ xây dựng nhà cửa về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng tây nam sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi tý chủ nhật Ngày 13 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho nên với bà tuổi Tý luôn nghiêm túc trong công việc do đó bạn sẽ nhận được những kết quả rất đáng ngưỡng mộ và với bà tuổi Tý được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức trong nay mai nữa thôi. Trong ngày này, đối với ai cần tham gia thi cử hoặc là tuyển chọn thì gặp được nhiều thuận lợi, bạn có thể vượt qua được bất cứ đề thi nào chỉ cần bạn ôn luyện, kỹ càng và luôn tự tin vào kiến thức của mình. Tuy nhiên, với bà tuổi tí, không nên chủ quan để mắc những sai lầm đáng tiếc. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi tí, bạn lại đang gặp được ngày có thủy sinh chôm mộc vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý lại có phần được tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà rất hòa hợp và in ấm. Mỗi khi bạn tuổi Tý gặp khó khăn, bế tắc, bạn mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với nữ kia của mình. Chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc. Về tử vi tuổi giáp Tý thuộc kim có cơ hội thăng chức. Từ vi tuổi bính tý thuộc thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa thuận lợi trong việc thi cử tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nghiêm túc trong công việc của mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc mối quan hệ vợ chồng hài hòa in ấm và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc bốn sao sức khỏe bốn sao tình cảm năm sao con số may mắn số 3 số 4 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Thìn tuổi Thân tuổi Hợi tử vi tuổi Sửu chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi sửu đang gặp ngày có thương quan giáng họa cho nên với bà tuổi sửu rất dễ vướng vào tranh chấp với lãnh đạo đồng nghiệp ở nơi làm việc và bạn tuổi xỉu bạn không nên đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao nếu không chính bạn cũng sẽ là người phải chịu thiệt thòi nhiều hơn và với bà tuổi xỉu, cho dù gặp khó khăn nhiều đến mấy đi nữa, bạn mệnh cũng không nên suy nghĩ, nông nổi, muốn từ bỏ hoặc là thôi việc, bởi hành động đó chỉ là trốn chạy chứ không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Bạn hãy dũng cảm đối mặt với thử thách. Ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nữ kia không được mấy hòa hợp. Đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau. Vợ chồng nên chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống. Đừng giữ mọi chuyện ở trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu cho mình. Vài tử vi tuổi ất xỉu, thuộc kim, dễ vướng phải tranh chấp với lãnh đạo. Từ vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy không nên đầu hàng trước khó khăn tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa dụng cảm đối diện với thử thách tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ không nên có những suy nghĩ nông nổi tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc không nên giữ mọi chuyện trong lòng về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 1, số 7, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020, Vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ cho nên bạn tuổi dần phát triển tốt trong những công việc thuộc lĩnh vực như là nghệ thuật, nghiên cứu, dịch vụ. Bạn mạnh tuổi dần hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của mình. Chắc chắn bạn sẽ trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Tuy nhiên, trong sự nghiệp của bạn tuổi dần ngày Chủ nhật này cũng có những lúc tài năng của bạn không phải là tất cả. Nếu muốn thăng tiến nhanh chóng thì bạn mệnh cần phải chú ý xây dựng các mối quan hệ với mọi người, không nên lạnh lùng, chỉ quan tâm tới công việc của mình như hiện tại. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, ngày này rất thích hợp để cho bạn làm mọi việc vì vậy, nếu đã lập kế hoạch làm việc gì thì hãy tranh thủ thực hiện ngay, chắc chắn sẽ gặp được nhiều, gặp được nhiều điều thuận lợi. Và ngày này đối với bà tử dần, nếu như bạn đi xa thì nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam. Hai hướng này sẽ giúp cho bạn gặp nhiều may mắn, có được tài lộc về tay. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy phát huy điểm mạnh của bản thân. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏ nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ nên mở rộng mối quan hệ trong công việc. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc quá mức lạnh lùng không quan tâm tới người khác. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim thực hiện công việc thiêu kế hoạch. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 4 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Ngọ tuổi Tuất tử vi tuổi Mão chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão đang có được sự trợ giúp của Tam hội cho nên công việc của bà tuổi Mão tiến triển rất thuận lợi hôm nay là một ngày may mắn với bà tuổi Mão vì vậy nếu như bạn mệnh ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay vào ngày hôm nay chứ không nên chần chừ do dự lại bỏ lỡ mất cơ hội. Và với bạn mệnh tuổi mão có thể gặp được quý nhân vào ngày hôm nay, người đó có thể là người quen của bạn. Quý nhân sẽ giúp cho bạn hướng phát triển phù hợp, giúp cho tương lai của bạn tràn đầy hứa hẹn. Bạn hãy rèn luyện bản thân và không ngừng cố gắng hơn nữa. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bạn tuổi mão bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy đối với những bạn làm lãnh đạo thì nhận được sự ngưỡng mộ và tin tưởng của cấp dưới, bạn hoàn toàn có khả năng dẫn dắt tập thể đi tới thành công. Hãy đặt ra những mục tiêu và tham vọng hơn nữa bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy để ra những mục tiêu tham vọng hơn. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ không nên do dự để lỡ cơ hội, tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, chú ý rèn luyện bản thân ngay từ bây giờ. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu đen quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tốt tuổi hợi từ vi tuổi thìn chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp ngày màu khắc thổ cho nên chuyện tình cảm của bà tuổi thìn không được mấy thuận lợi trong ngày hôm nay. Với bà tuổi thìn, dễ cãi cọ, mâu thuận với nửa kia của mình mà nguyên nhân có thể xuất phát từ những bất đồng chưa thể dung hòa được với nhau. Khi mâu thuận nổ ra, bạn mệnh tuổi thìn nên giữ bình tĩnh và đặt mình vào vị trí của người ấy. Hãy kiềm chế bản tính nóng nảy của mình nếu không, bạn rất dễ nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia, khiến cho tình cảm đôi bên rạn nứt. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà Tử Thìn, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần phù trợ cái điều này cho thấy công việc làm ăn của bạn mệnh tuổi thìn đang tiến trị rất thuận lợi, đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do sẽ nhận được khoản tiền xứng đáng với những công sức mà từ trước tới giờ mình đã bỏ ra. Và ngày này đối với bạn tuổi thìn rất thuận lợi cho việc xuất hành đi xa và bạn cũng nên chọn theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần hướng tây nam để công việc của mình gặp nhiều may mắn thuận lợi và có được nguồn thu nhập về tay mình. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa gia đình lục đục vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nên đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc chú ý cách ăn nói không nên làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim thích hợp để làm ăn. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nhận được tiền lại xứng đáng với công sức của mình. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dần tuổi thân Từ vi tuổi tỵ Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020 Vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi tỵ Xem tử vi cho chúng ta thấy là Với bà tuổi tỵ đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông Dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi tỵ cần phải sẵn sàng đối phó với mọi thủ đoạn thị phi trốn công sở ở nơi làm việc trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi tỵ bạn sẽ cảm thấy ức chế, khó chịu vì những lời đồn đoán đặt điều không chính xác về bản thân mình. Với bạn tuổi tỵ nếu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè thì hãy chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bạn tính bốc đồng và không biết kiêng nể ai sẽ khiến cho bạn gây thù chúc oán với đồng nghiệp và tệ hơn nữa là Kẻ tiểu nhân, bạn hãy giữ chôn đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo và cư xử hài hòa với tất cả mọi người. Trong ngày này với bà Tử Tỵ bạn lại đang gặp được ngày màu sinh cho hỏa vượng. May mắn, cái mối quan hệ gia đình của bà Tử Tỵ rất hài hòa. Nữ kia luôn là sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn. Bạn hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất cho mọi chuyện. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ dễ vướng thị phi, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nửa kia luôn tháo hiểu, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc dự tỉnh táo trước khó khăn, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim không nên bốc đồng dễ đắc tội với tiểu nhân, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy hãy bỏ ngoài tai lời nói xấu đặt điều về đánh giá của bà tử tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu tím màu hồng quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mùi tuổi thân từ vi tuổi ngọ Chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tuất phù trợ, cho nên với bà tuổi ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bạn mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được sao, cũng như là sẵn lòng giúp đỡ người khác mọi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, dường như với bà tuổi ngọ đang nóng vội quá mức, bạn hãy suy nghĩ kỹ càng mọi mặt trước khi đưa ra những quyết định và đặc biệt không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa mới gặp khó khăn. Có như vậy thì bạn mới phát triển nhanh chóng như mong muốn được. Trong vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho họ vượng cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân thì có nhân duyên với người khác giới rất chi là tốt. Bạn mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu như bạn chủ động và mở rộng mối quan hệ, mở rộng lòng mình. Hãy sẵn sàng cho một cuộc sống hạnh phúc. Về tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc, tử vi tuổi bính ngọ, thủy thích giúp đỡ người khác tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa nóng vội quá mức nên dễ mắc sai sót tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ hãy hoàn thành tốt công việc được giao tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nhân duyên với người khác giới được tốt đẹp về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm Năm sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tỵ, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang gặp ngày, có mộc khắc với thổ, cái điều này cho thấy bà tuổi mùi đang có điểm báo, dễ gặp phải, đào hoa xấu trong ngày hôm nay. Bà tuổi mùi luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới đang có ý định tiếp cận với mình. Có thể những người đó tiếp cận với bạn đang có ý đò không thuần khít. Nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn tuổi mùi cũng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với những người khác giới nếu không muốn chuyện này gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đừng vì niềm vui nhất thời mà phải hối hận về sau này. Ngày này đối với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi mùi nên kiềm chế bạn tính bướng bỉnh, hiếu thắng của mình. Nếu thấy công việc của mình đang làm vấp phải sự phản đối của nhiều người thì nên bình tĩnh, suy xét, không nên tiếp tục khăng khăng làm theo ý của mình. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim giữ khoảng cách với người khác, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có trách nhiệm với gia đình, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, quá mức hiếu thắng, bỏ ngoài tai lời khuyên, từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc nên bình tĩnh hơn trong mọi việc. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi ngọ tuổi hợi từ vi tuổi thân chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên với bà tuổi thân sẽ phải làm việc vất vả vào ngày hôm nay mà không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Và với bà tuổi thân, nếu suy nghĩ theo hướng tích cực thì đây là cơ hội tốt để cho bạn trau dồi và rèn rộ bản thân. Trong chuyện tình cảm của bà tuổi thân ngày Chủ nhật này cũng cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay là bạn bè để đàm túm. Với bạn tuổi thân, hãy nhanh chóng cố kế hoạch hâm nóng tình cảm trước khi tình cảm đôi bên ngội lạnh. Và ngày này đối với bạn tuổi thân, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa, thì bạn nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp mang lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn tuổi thân thêm phần được thuận lợi, tài lộc dồi dào và tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy làm việc vất vả mà không được ai trợ giúp tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa suy nghĩ theo hướng tích cực tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ quan tâm tới nửa kia nhiều hơn tử vi tuổi canh thân thuộc mộc thay đổi thói quen xấu của mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim có ý định rèn rộ bản thân về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh hứa hẹn cho bạn có được một tương lai sáng lạn nếu như bạn tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ siêng năng như hiện tại và với bạn tuổi Dậu bạn là người có tài vì thế hãy đưa ra những mục tiêu tham vọng cao xa hơn từ bây giờ trong ngày này đối với những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc thì sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong tương lai, bản mệnh có thể được cắt nhắc lên vị trí cao hơn, thích hợp với năng lực hơn, hoặc là nhận được một khoản tiền xứng đáng với mình. Tuy nhiên, vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi giàu, bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi giàu là bạn không nên giấu tất cả những suy nghĩ vào trong lòng như vậy chỉ khẳng khiến cho bạn thêm nặng nề hơn mà hãy tâm sự với nửa kia hoặc là tâm sự với những người bạn thực sự tin tưởng nhiều hơn để giải tỏa những áp lực cho mình. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy hứa hẹn tương lai sáng lạn, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa cố gắng làm việc công lao sẽ được đền đáp. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ nên đặt ra những kế hoạch tham vọng hơn tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc lại nhạt với nửa kia của mình tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim tâm sự với người đáng tin cậy Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 5 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tốt. Từ vi tuổi tuất chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020. Vận trình ngày chủ nhật này đối với bà tuổi tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất, đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Tuất đang có được báo hiệu làm ăn có lộc trong ngày hôm nay. Vì vậy, bạn mệnh tuổi Tuất không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội về đầu tư, kinh doanh. Bạn hãy có sự quyết đoán và chắc chắn sẽ thu được lời lại nhanh với bạn. Với bà tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, bạn vốn là người ôn hòa và rộng rãi, tuy nhiên trong lĩnh vực chi tiêu bạn cần phải lập ra những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn nếu cứ chi tiêu bừa bãi thì dù có kiếm được nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa một ngày nào đó bạn cũng sẽ trở thành trắng tay vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất bạn cũng đang gặp ngày mộc khắc với thổ một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh với nửa kia của mình dù có nóng nại đến mấy đi nữa thì bạn tuổi tuất cũng hãy biết suy nghĩ cho người khác đừng nói ra những lời tổn thương lòng tự trọng của người ấy về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa vợ chồng mau thuận với nhau tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ cần chú ý hơn trong chi tiêu tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc thích hợp đầu tư kinh doanh tử vi tuổi canh tuất thuộc kim suy nghĩ quyết đoán không nên do dự tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy hãy biết suy nghĩ cho người khác về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 6 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi hỏi, chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi hỏi, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hỏi đang gặp được ngày có ngũ hành, nhị hợp phù trợ, cho nên với bà tuổi hợi, nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Ai cũng muốn kết giao với bà tuổi Hợi bởi bạn là người có tính tình hiền lành, chu đáo và biết quan tâm. Có thể bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Và bà tuổi Hợi một khi bắt tay vào công việc gì, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn sự cố gắng của chính bản thân mình sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng. cấp trên hẳn cũng đánh giá rất cao với sự quyết tâm của bạn. Bên cạnh đó, trong ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy cái mối quan hệ giữa bản mệnh tuổi hợi với các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp. Hai người trò chuyện và tâm sự với nhau mọi điều trong cuộc sống. Mỗi khi gặp khó khăn, bà tuổi hợi tin tưởng rằng người đó luôn ủng hộ mình. Và về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ gia đình hòa hợp vợ chồng tin tưởng nhau tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ nhận được sự yêu mến của mọi người tử vi tuổi kỵ hợi thuộc mộc chu đáo biết quan tâm tới người khác tử vi tuổi tân hợi thuộc kim nghiêm túc trong công việc tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy được cấp trên đánh giá cao về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.